mất tài khoản mạng xã hội, mất YouTube và đến bây giờ là bị hack luôn cả tài khoản Steam. Đây là câu chuyện tưởng đùa nhưng mà không phải đùa một chút nào đến từ streamer nổi tiếng bậc nhất Việt Nam Độ MiSi. như dù sao đi chăng nữa thì mình tin rằng đây không chỉ là tổn thất của anh Độ MiSi đâu mà còn là tổn thất của cả một cộng đồng của anh. Và bởi vậy nếu như có bất cứ ai đang làm những cái công việc trên mạng xã hội như thế này thì các bạn cần phải cực kỳ cực kỳ cẩn trọng bởi vì chỉ cần một phút sơ sẩy thôi các bạn sẽ mất ngay kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn toàn cảnh cái việc anh Độ MiSi mất kênh và hacker đã làm cách nào để lấy đi được quyền truy cập ở một trong những tài khoản youtube số 1 hiện tại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab Nhắc cho các bạn một chút là cái câu chuyện này nó không phải là của riêng ai đâu Có thể bây giờ các bạn không nổi tiếng Sau này biết đâu đấy các bạn lại nổi tiếng trên mạng xã hội Bởi vậy nên là cái việc trang bị các kiến thức liên quan đến an toàn thông tin Luôn luôn là không bao giờ thừa cả Và bởi vậy nên là các bạn hãy xem kỹ video này nha Để nếu như chẳng may chúng ta có vấn đề gì đó Thì không chỉ là các bạn có thể bảo vệ được chính mình Mà các bạn có thể bảo vệ được những người xung quanh nữa Mình đã từng làm với các bạn một video để nói qua về cái việc là Tại sao chúng ta có thể bị mất nick đúng không Trước đây thì mình đã từng làm ở bên anh Vinh vật vờ và hồi đó thì cả relap cả vật vờ studio hay kể cả mê xe cũng cùng thuộc một công ty ở thời điểm đó thì hai kênh đã bị mất một đó chính là kênh Mê Xe và hai đó chính là kênh Vật Vật Studio Đều bị khách cơ chiếm dụng tài khoản và sau đó sử dụng để trở thành một kênh để bán coi Mà các bạn biết là một khi đã bán coi ở trên Youtube thì chỉ có ăn gậy và mất kênh mà thôi Lý do tại sao ở thời điểm đó mà những cái kênh này lại bị chiếm quyền kiểm soát ấy? Đơn giản là bởi vì có những người ở trong công ty không biết là ai họ sử dụng những cái phần mềm không bản quyền Những phần mềm crack ví dụ như là Adobe Photoshop, Adobe Premiere À, và bởi vậy nên là khi mà họ đăng nhập vào đây Thì những cái con virus, những cái con malware nó đã nằm im lìm ở trong máy rồi Nó chỉ chờ ngày phát tác mà thôi Tại sao ở thời điểm đó thì công ty cũ của mình có thể khẳng định được rằng đây à, Vấn đề này là do những cái công cụ crack đến từ uh, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Đơn giản là bởi vì khi mà bị chiếm quyền kiểm soát ấy, Thì những cái kênh này như là kênh Vật Vật Studio hay là kênh Mê Xe ấy, Nó đều được chuyển thành tiếng Nga Vấn đề là người Nga họ làm gì với những tài khoản này hả các bạn? Đúng họ sử dụng thông qua những cái bản bẻ khóa các bạn tải ở trên mạng về các bạn sử dụng những cái phiên bản bẻ khóa thì trong những cái phần mềm bẻ khóa đó nó đã tiềm ẩn sẵn những cái malware rồi nó tiềm ẩn sẵn những con virus tuồn thông tin của các bạn ra ngoài và đến khi các bạn bị mất kênh nó chỉ vùng lên phát tác và nó là vấn đề thời gian mà thôi Thực tế thì cái câu chuyện này nó hoàn toàn không mới mẻ các bạn nha. Cách đây một vài tháng thì đã có một uh, chủ doanh nghiệp tương tự như thế này mình đã làm ở trên TikTok rồi. Là anh này cũng tải phần mềm Adobe ở một trang mạng xã hội khá là nổi tiếng ở Việt Nam liên quan đến công nghệ và sau khi mà anh crack thì, thì toàn bộ tất cả những cái trang uh, thông tin của anh bao gồm cả fanpage, bao gồm cả các tài khoản Facebook thì đều bị chiếm dụng cả. Và đến thời điểm đó thì mình chắc như đinh đóng cột là anh này dùng phần mềm crack và sau đó anh ấy mất kênh là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên đó là một người không quá nổi tiếng. Mặc dù là anh này cũng có vai trò Cũng có một tầm ảnh hưởng nhất định ở Trong thế giới của anh ấy Nhưng mà đến khi một người nổi tiếng như anh Độ Messi Mà bị dính cái vấn đề này Thì lúc đó chúng ta mới có cái sự cảnh tỉnh hơn Là bởi vì không phải ai cũng là bất tử các bạn nha dù cho các bạn có sử dụng xác minh hai bước Các bạn có bảo mật tài khoản một cách rất kinh khủng Các bạn có nhanh chóng lấy lại được kênh hay không Thì tổn thất vẫn là có Và bởi vậy chúng ta quay trở lại vấn đề Của anh Độ Messi mình có đọc một bài trên trang tin vn đến từ một người anh của mình Phóng viên Bình Minh thì cũng đã có cùng đội ngũ của mình test rất là kỹ những cái vấn đề, những cái file malware liên quan đến anh Độ Messi rồi ở Trong cái vụ việc anh bị mất kênh vừa rồi Và chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn xem là vấn đề gì đang xảy ra các bạn nha Thì thực tế về cơ bản, cái cách thức mà tin tặc có thể cướp được cái tài khoản của anh Độ Messi So với việc là cướp kênh của Mê Xe, của kênh Vật Vật Studio hay là của cái hệ thống mà mình vừa nhắc ở phía trên nó tương tự như nhau mà thôi Có nghĩa là thông qua những cái phần mềm gián điểm chỉ khác là cái cách thức sử dụng nó khác nhau Nếu như những trường hợp trước đây là chủ động tải những phần mềm này về máy Thông qua những phần mềm bẻ khóa Thì với trường hợp của anh Độ Misi Có một cái email yêu cầu là sẽ hợp tác với tự game là Black Myth Wukong Đó các bạn thấy hay không ạ? Black Myth Wukong là một tựa game Trung Quốc hoàn toàn chưa được ra mắt, một tựa game đã được ra demo từ những uh, 2 năm trước rồi. Và với tựa game này thì bất cứ ai, kể cả một streamer nổi tiếng như anh Độ Si thì chắc chắn là sẽ phải có sự tò mò. Các bạn thấy cái cách thức lừa đảo này nó tương tự với cả cái cách mà mê xe ngay sợ mất kênh không ạ? Sau khi kênh mê xe của Mạnh Linh bị chiếm quyền kiểm soát thì cái tin tặc này đã đổi tên kênh mê xe trở thành uh, cái con game là uh, Uh, Cyberpunk 2017 cũng là một tựa game rất là hot thời điểm đó, thì cũng là một cách để thu hút thêm người xem. Cá nhân đội ngũ Relapse bọn mình cũng đã nhận được rất nhiều những thông tin, rất nhiều những email tương tự như thế này và bọn mình chắc chắn đó là những email lừa đảo. Vì sao hả các bạn? Bọn mình nhận được rất là nhiều những cái email yêu cầu hợp tác như thế này. Home thì đến từ Versace, Home thì đến từ Chanel, Home thì đến từ Hermes, Home từ đến từ Zara, rất rất nhiều nơi trên thế giới. Và với những cái email lừa đảo này á, thì nó giống như cái đuôi email của những cái brand đó, của những cái hãng nổi tiếng đó gần như là không thể nào tìm ra được luôn đấy. À, ví dụ mình còn nhớ không nhầm là mình từng được uh, một cái email giả dạng của bên Zara nó yêu cầu hợp tác. Cái email của nó mình nhớ không nhầm là a còng Zara chấm gì luôn á, nó rất là ao, oh, nhìn nó rất là chuẩn xác luôn. Và nếu như các bạn có copy cái dòng email này các bạn paste vào trong cái thanh tìm kiếm của các bạn thì nó cũng ra trang chủ của Zara luôn. Tuy nhiên, bằng một vài kinh nghiệm của mình thì mình đã phát hiện ra nó không phải đến từ Zara. Các bạn biết vì sao không ạ? Cái ký tự A này này, nó không phải là ký tự alphabet. Nó là một ký tự đến từ bảng chữ cái khác, nó nhìn giống chữ A mà thôi. Và bởi vậy tin tặc đã sử dụng cái ký tự này để thay cho chữ A ở trong alphabet. Thực tế chúng ta nhìn thì đúng là chữ A thật nhưng mà ở trong một vài những cái ngôn ngữ khác ở trong một vài cái bảng chữ cái khác thì khi mà chúng ta dịch qua mã nhị phân ấy thì nó lại không phải trông như thế này mà nó lại trông như thế này đó và đây là một cách thức lừa đảo rất là tinh vi ok nói thế cho các bạn hiểu rằng cái hình thức lừa đảo qua email nó không hề nó không hề lạ một chút nào chúng ta đã gặp rất 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 nhiều rồi rất rất nhiều thế nhưng mà quay trở lại câu chuyện của anh độ Messi à, với một cái email như thế này tin tặc yêu cầu anh tải cái file này về và sẽ có một cái folder để có thể cài thử game Black Myth Wukong. Ở trong cái tựa game này thì các phóng viên của GenK cũng đã có ghi lại rất là kỹ. Tổng dung lượng sẽ là 886 MB. Sau khi mà giải nén xong thì có cả một cái folder rất là lớn như thế này. Và bên trong folder này thì lại nhiều folder con hơn. Ở trong nhiều folder con hơn thì các bạn thấy ạ. Nó rất giống một cái folder cài game này Rất rất quen thuộc luôn Có binaries, có content, có engine có extras, có plugins Các bạn thấy những cái file cài đặt ở trên máy tính dành cho những cái tựa game kiểu là God of War PC hay là Spider-Man không ạ? Thực sự là nó cải tra một cách cực kỳ chuyên nghiệp luôn Và có một cái file execute Black Myth mươi 64 gạch ngang bit.execute Thì khi mà bật cái file này lên Một cái file có dung lượng rất là lớn Loanh quanh là khoảng 692 mê Tại sao cái file này lại có dung lượng lớn đến như vậy Sau khi mà đội ngũ Gen cây Họ có phân tích ra ấy, Thì cái file này nó chỉ có cái dung lượng thật Là chỉ khoảng hơn 7 mê mà thôi Có nghĩa là tin tặc đã cố tình Bỏ vào đây những cái đoạn mã thừa Để tăng dung lượng của cái file này lên Mục đích là để làm gì Mỗi khi các bạn tải một cái file nào đó Ở trên luồng email về ấy, Thì lúc nào Google Drive hay là Google cũng quét virus cho các bạn trước Tuy nhiên với những file quá lớn thì nó sẽ bỏ qua và luôn luôn có một cái dòng cảnh báo là bạn có muốn tải cái file này về hay không? Bởi vì tập tin này quá lớn để chúng tôi có thể quét virus và đó là cách chúng tăng dung lượng của cái file này lên để đánh lừa và để vượt qua những cái tầng kiểm soát uh, ngay từ những cái vòng đầu tiên ở trên mạng đến từ những cái phần email của chúng ta và sau khi mà anh độ Messi có kích hoạt cái file này tất cả mọi chuyện bắt đầu từ đây sau khi mà đội ngũ cây có đăng tải cái tệp tin này lên VirusTotal để xác thực thì bên trong cái file này có đến 29 phần mềm được nhận dạng là mã độc. Trời ơi, 29 phần mềm mã độc khác nhau. Vậy tệp tin này thực thi như thế nào và cái độ nguy hiểm của nó là ra sao? Thực tế thì cái tệp tin này có thể qua mắt được rất là nhiều những cái trình diệt virus các bạn nha. Thì trong cái tệp tin này đa số là những cái file DLL rất chuẩn chỉ và gần như không có một dấu hiệu nào cả liên quan đến việc là nó sẽ là phần mềm mã độc. Tuy nhiên có một cái thư viện Python mà sau khi kích hoạt thì cái thư viện Python này nó sẽ bùng ra giống như là cái phần mềm giải nén WinRAR trên Windows ạ Và sau khi nó được bung ra thì ở bên trong có đến hơn 20 mã độc khác nhau Và sau khi được chạy thì nó mới kích hoạt để kích hoạt tất cả những cái file thực thi này có thể kết nối đến máy chủ ở Mỹ Và trong những cái máy chủ này thì có những cái máy chủ đã nằm trong danh sách đen của những trang an ninh mạng rồi Mình có tìm hiểu kỹ hơn thì thực tế là chưa ai biết được cái cách mà những mã độc này có thể kết nối được đến những máy chủ và có thể chiếm được quyền kiểm soát Nhưng về cơ bản theo mình hiểu ạ, thì có thể ở đây nó sẽ là những cái nó có thể là những cái malware có thể ăn cắp được cookies và thậm chí là chúng sử dụng luôn cái khí logger để theo dõi được những cái thông tin của người dùng. <laughs> Và đó, đó là lý do vì sao mà anh độ Messi của chúng ta bị mất nick đấy các bạn Không chỉ liên quan đến vấn đề là bị mất nick nha Mà anh độ Messi còn bị chiếm luôn cả quyền kiểm soát của Steam nữa Và đến thời điểm bây giờ khi mà anh độ Messi có đối thoại trực tiếp với cả cái người cái, cái kẻ tin tặc mà đã hack anh độ Messi thì chúng chơi bài ngửa luôn Là hãy mua ETH, hãy mua Bitcoin để trả cho chúng Thì sau cùng các bạn thấy đấy những cái việc là chúng ta mất kênh bị chiếm quyền kiểm soát ấy, nó thường xuyên xảy ra thì và đến khi những người nổi tiếng thế này dính thì chúng ta mới thấy tác hại và với những cái công việc như thế này thì mình nghĩ là các bạn chỉ có một cách là các bạn hãy thực sự có những cái kiến thức để bảo vệ bản thân mình mà thôi cá nhân mình là một người làm sáng tạo nội dung thì mình không bao giờ không bao giờ mong muốn những cái điều này sẽ xảy ra với mình cả tuy nhiên rằng sẽ có những cái cách để các bạn có thể phần nào phòng tránh được những việc này thứ nhất là tất nhiên chúng ta nên phòng tránh cái việc là sử dụng những phần mềm lậu thực tế là có những cái phần mềm bản quyền có mức giá lên đến gần trăm triệu đồng có những người không thể nào mà có thể mua được những cái phần mềm này thì họ bắt buộc phải sử dụng lậu mà thôi thì đó là những cái trường hợp bất khả kháng thực sự là trong cái nhu cầu của thị trường Việt Nam thì mình thấy là để chúng ta có thể mua được những cái phần mềm vài chục triệu như vậy thì còn rất còn rất là bỏ ngỏ đó các bạn và bởi vậy thì cá nhân mình vẫn khuyên là chúng ta nên đừng sử dụng những phần mềm lậu mà nếu như chẳng may chúng ta bắt buộc trong trường hợp phải dùng á thì các bạn đừng bao giờ đăng nhập cái tài khoản của mình vào những cái máy đã cài sẵn những cái phần mềm về khóa ví dụ như ở công ty bọn mình này bọn mình không thể nào kiểm soát được tất cả các anh em trong công ty có những người chuyên viên hậu kỳ họ sử dụng những cái laptop cá nhân thì cá nhân mình cũng không thể kiểm soát được tất cả các anh em và bởi vậy cái chính sách công ty mình là không bao giờ đăng nhập tài khoản của kênh relap của kênh tuấn ngọc của kênh thẻ thà của kênh thể Thái, Thái của tất cả các kênh khác vào những cái máy linh tinh đến từ những anh em editor mà không biết là họ có dùng crack hay không thứ hai là các bạn phải kiểm tra thật là kỹ những cái email liên quan đến việc hợp tác bởi vì với những người làm sáng tạo nội dung nha rất là nhiều đối tác làm việc qua email tuy nhiên chúng ta không thể nào biết được đâu là đối tác thật đâu là đối tác giả như mình nói phía trên ấy, thì chúng có rất là nhiều cách ngụy trang các bạn phải luôn luôn cẩn thận với những cái file quá lớn để khi các bạn tải về thì các bạn có thể biết được rằng nó có phải file giả hay không ít nhất là các bạn hãy trang bị cho mình một cái phần mềm đó, họ gọi là sandbox hộp cát để các bạn có thể bỏ những cái, cái cái file các bạn nghi ngờ vào nó có thể chạy và không ảnh hưởng đến cái dữ liệu chúng ta bên ngoài sử dụng máy ảo không được nha theo mình biết là nếu máy ảo mà không có cái chế độ sandbox hộp cát ấy thì có thể là nó vẫn sẽ có thể tuồn ngược lại virus ra máy thật của các bạn và kèm theo đó các bạn kiểm tra thật kỹ những cái luồng email nha dù cho một ngày nào đó các bạn được nhận một email đến từ samsung chẳng hạn nhưng mà các bạn hãy kiểm tra thật kỹ cái email này bởi vì có thể cái chữ a này nó không phải là cái chữ a alphabet chuẩn của các bạn đâu có thể là chúng đã ngụy trang chữ A này bằng một cái ký tự khác và bởi vậy nên là các bạn luôn luôn search lại, copy lại tất cả những cái dòng email này chúng ta search lại trên Google để làm sao chúng ta search lại trên mạng để xem có đúng thật sự là cái uh, luồng email uy tín hay không và sau cùng thì mình mong rằng tất cả các bạn uh, đặc biệt là các bạn creator sẽ luôn luôn có thể bảo vệ được tài khoản của mình một cách tuyệt đối nhất.